Xin chào quý vị các bạn. Mấy hôm nay, người dân bản Khe Lan cho biết 20 con voi rừng đã đến phá vườn tược hoa màu của người dân vào làm chòi trong khe. Đó là của tại vùng khe thuộc địa giới hành chính của bản Khe Lan, xã Châu Hành, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Thì hôm nay tôi đi thực địa xem để ghi lại những cái cảnh tượng mà voi đã phá. Còn đây là trên đường tôi đã đi vào, tôi đã băng vượt qua ba cái số đường rừng để đi đến được khu vực này. Đây là cung đường đi đi vào khu vực người dân phản ánh là có voi đến phá. Đó, như tiếng các bạn nghe đấy, đây là tiếng là tiếng hét, tiếng xua đuổi voi của người dân. Vì họ lo sợ voi sẽ đến khu vực chòi, thậm chí là khi họ đang ngủ, voi sẽ dẫm vào cái chòi của người ta thì cứ người ta ngủ trong có khả năng sẽ bị thiệt mạng. Vì vậy, người dân từ ngày xưa, kinh nghiệm của người dân để xua đuổi voi là người ta sẽ kêu lên những cái tiếng to như thế để cho voi tránh xa, voi không đến. Vì vậy, mỗi khi nghe tiếng hò hét, tiếng xua đuổi như thế thì voi nó cũng giật mình, nó cũng chạy. Và cách mà người dân xua đuổi voi là một là hò hét xua đuổi như thế, hai là sử dụng cái ống nữa bằng cổ tay dài khoảng 35 đến 40 phân, họ sẽ thổi vào cái ống nữa phát ra một cái tiếng kêu tu kéo dài. Thì từ ngày xưa người dân đã dùng cách này, thì kể cả voi, bò rừng, lợn rừng đều chạy hết vì nó nghe tiếng giống tiếng rú, giống như nó bị sói vồ hổ vồ ngày xưa, nó sẽ kêu phát ra cái tiếng tu như thế này. Nên nó sẽ nghĩ tưởng bầy đàn của nó bị thịt, như vậy là nó sẽ chạy rất xa. Và bây giờ mời các bạn theo chân tôi đến khu vực mà voi phá. Thì ở đây đã xuất hiện ruộng của người dân rồi, còn bây giờ tôi đang tiến đến khu vực đã bị voi phá. Và như vậy là đã đến nơi. Đây là đám ruồng vừa mới bị voi giày xéo đêm hôm qua. Đây là vết chân voi. Và đây, đây là những gốc lũa chỉ còn lại gốc do voi ăn. Nó đã dấm, vừa dấm nát, vừa ăn, vừa dấm nát. Đây là cái vết chân voi, cái thước thì đã cũ quá rồi. 10, 20, 30, 40, chiều rộng 40 cm, một vết chân voi. Đây, đây nhám nhở những vết chân voi. Đây là vết chân voi đấy mọi người ạ, chứ không phải là vết chân trâu hay vết chân người đi lại đâu. Đây, vết chân to sâu. Và đây là khu vực nó phá đây, nó đi lên đi xuống, nó phía dưới khe phía dưới này, nó đi lên đây. Đây, rào gỗ là hỏng hết, cỏ cây là dạt sang một bên hết. Nó lên, lên nó ăn ở đây. Thì khi người dân là họ hét xua đuổi thì nó mới đi ra, đi ra bên này, nó đi lần vào trong rừng. Phía dưới này cũng có vặt sắn của người dân thì xem ra cũng bị phá rồi. Và tôi thấy một người dân đang đốn củi ở đây.
chú. Một cứ hấu cực vì chàng mắt này. Chớ mày mày xà tức mày kiểm lâm họ đi phải. Má này. Gì đó chứ. Là chớ này sao sao tăng ổn này. Để sao hấu tăng ăn sao. Cho mày ôm kì mà. Hấu cuốn chẳng bị ê chói bờ. Ê cái này. Chớ mày cho ổn bà con. Phải chớ nhắn dù cuốn là. Con là phải hụ tăng hấu rồi. Mà tăng tới hơn cả chói nữa này này. Chói mấy ông Phương cả dù cuống rồi đó không? Ăn đây này, chói ông Phương này, chói nữa nè. Mình sẽ mình cấn này sẽ có vấn bao họ ni này, hấu hẹn do hến sao không? Này. Đây là không tao hầu sắp hạ mày sẽ luôn thấy à. Theo người dân cho biết thì đêm qua khi mà bị người dân họ hét xua đuổi thì nó đã đi về hướng này. Và người dân nghi ngờ nó đang ở cái vùng lõm đây, phía bên này. Khu vực này chắc chắn là tối nay nó sẽ là diễn phá tiếp. Bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đến một cái lán khác cũng ở gần đây thôi. Đường đi khó quá mọi người ạ. Đi khá xa rồi mà mới chỉ đến được một điểm. Mà bây giờ trời bắt đầu nổi gió. Không biết có tránh được trời mưa không. Mà phía bên kia thì bắt đầu thấy tối sầm lại. Chắc chắn là đã có mưa. Không biết có kịp thời để thoát ra khỏi khu vực rừng này không. Chứ xe máy thì để ngoài đường kia còn xa lắm. Phía trên cũng có một cái chòi. Còn đây cũng hướng voi đi phá đây này. Đây, đây là khu vực voi phá. Đây là điểm thứ hai. Điểm chòi thứ hai. Và đây là hàng rào bằng gỗ cùng với thép gai thì đã bị voi dầm xuống đây thép gai. Và khu vực đây là vườn sẵn. Đây nó đã phá vườn sẵn, phá tan hoang thế này và nó còn kỷ niệm lại cho một bãi cứt. Đây là cứt voi. Nếu anh em nào chưa từng thấy cứt voi nguyên bản là nó như thế này. Đây. Đây một bãi cứt. Nó cũng chỉ toàn cỏ cây hoa lá thôi. Dài 50. Đây nữa, đây cũng là cứt voi đây. Có lẽ là tôi sẽ tiếp tục di chuyển vào sâu vào bên trong nữa. Theo lối mòn, người dân chỉ dẫn. Đây là lối mòn duy nhất. Đi vào phía trong còn khoảng vài chục hộ dân đang làm chòi và sản xuất trong này. Khá mệt rồi.
Cũng may khi tôi bước đi nhanh như thế này thì cũng đỡ, không có muỗi nhiều. Vắt thì chưa thấy con nào. Thực ra đường này ngày xưa tôi cũng đã từng đi. Cách đây 2 năm tôi đã đi khảo sát nguồn nước để làm công trình hệ thống nước sinh hoạt tự chảy cho người dân. Tuy nhiên thì do nguồn nước không đảm bảo cả về chất lượng vệ sinh với lại cả cái lượng nước là không đủ. Trong khi đó cung đường để dẫn nước về Tây Bản thì rất xa, kinh phí đầu tư vào quá nhiều nên dự án không khả thi và quyết định của tỉnh là dừng lại, không triển khai. Nên bây giờ tôi đi cũng không nhớ rõ con đường lắm. Khu vực này vẫn còn nhiều gỗ to lắm anh ạ. Đây. Những cây gỗ cao như cây này là cao tầm 40, 35, 40 mét rồi. Nghe xoạc trên đầu một cái, hóa ra là có một con rắn. Đấy, mọi người nhìn thấy rắn không? Quá nguy hiểm. Đây, đây là một con rắn độc. Nó leo trên cây, thấy chưa? Chưa, quá nguy hiểm. Tôi đi qua nó phóng một phát lên đây, ở ngay trên trên đầu tôi luôn. Đấy. Ui trời, quá nguy hiểm. Đấy, đấy, thấy chưa? Nó đang bò xuống. Đây, một loài rắn cực độc. Đấy, đấy. Lưỡi nó thè ra đỏ lòm. Nó rất dài. Đi đâu rồi? Mất hút rồi. Ui, sợ thế. Còn bên kia tôi nhìn thấy một nóc nhà và nghe tiếng suối, tiếng nước chảy trôi dưới suối rất to. Chắc chắn đây là một con suối to. À, và khi tôi bước đến đây tôi phải lùi lại, tôi lùi lại ngay trên đường tôi đi. Đây là vết chân voi đây. Mọi người thấy chưa? Vết chân voi. Đây cũng là vết chân voi. Do gần sáng hôm nay là trời mưa nên gần lấp. Đây, dọc này toàn vết chân voi. Nó cũng đi theo lối này. Voi nó đi theo lối này. Nó đi theo lối này lên. Và phía trước mặt tôi chắc chắn đây là cái khu vực nó vừa phá đêm qua. Đây, chắc chắn đây là khu vực voi vừa phá đêm qua. Một xuất hiện trước mặt tôi là khoảng 3 nóc chòi. Theo những người dân nói thì voi nó chắc chắn nó đang ở khu vực này. Đây là một vùng thung lũng. Nhìn xa xa phía tay tôi chỉ cũng là những bãi hiện trường do voi phá. Voi quật toàn bộ là những cái vườn khu rừng trồng sẵn. Không biết tôi có đi nổi đến khi dần dần nơi vùng cuối cùng của những cơ hội, những cái chòi canh cuối cùng không. Đây, vết chân voi trượt xuống khu vực này. Đây là lối đi vào chòi, cũng là lối voi đi luôn.
Ở đây là một cái khe cực kỳ sâu, rất sâu mọi người ạ, rất sâu, và đây dốc xuống đi lại cực kỳ khó khăn. Bây giờ đã là 17:20 và vị trí tôi đi cách khu vực, cách vị khu vực tôi để xe là khoảng 5 cây số, 5 cây số đường rừng, đường đi bộ. Trước mặt tôi là một con khe to. Cung đường này tôi đã trải qua, tuy nhiên bây giờ đi lại vẫn thấy hơi lạ lắm. Khá là mệt, dốc cao. Nếu người miền xuôi mà cho leo núi leo dốc thế này thì chắc là lên được nửa đoạn dốc là bờ hơi tai không thở được, là phải chịu lui thôi. Rất may mắn là tôi là người dân miền núi, sinh ra lớn lên ở miền rừng nên quen với việc leo đuổi leo dốc. Khả năng trời sắp mưa. Còn đây là đồi keo của người dân. Còn khu vực bên dưới, nhìn xa xa, đây, những cái vùng này là do voi phá tan hoang. Thì theo một người dân đi hái rừng, đi hái măng rừng kể thì cách đây 20 ngày thì trong lúc đang đi hái măng thì nghe tiếng xoàn xoạt, nhìn lên thì thấy cây rồi cả một cái bụi nữa là ngã đi ngã lại, thế là biết là tiếng voi, biết là có voi, thế là người dân hét và gõ vào những thân cây nữa cho phát được tiếng kêu to, thì voi cũng giận mình đùng đùng chạy. Và khi biết voi chạy thì người dân cũng bỏ chạy luôn vì sợ. Ở đây nghe tiếng nước đổ rất là to vì phía xa xa kia nó là một con thác, một cái thác nước. Thác này thì trong cái đợt đi khảo sát tôi đã được tắm cực kỳ mát luôn. Đây là thác nước. Vì ở đây quay quá xa cho nên không được rõ cho lắm, và chỗ đó rầm. Đây, một con thác nước khá đẹp. Còn phía trên thác nước nó cũng là quả đồi rừng đứng. Đây có hai bên này, nước chắc chắn là ở khe giữa của hai quả núi này, mà hai quả núi này thì nhìn trong ảnh không rõ lắm, nhưng mà thực chất là nó là hai cái quả núi rừng đứng, phải nói là gần như là vuông góc với mặt phẳng mặt đất. Đây, và tôi sẽ tạm thời tắt máy để tiếp tục đi trên con đường này. Khi nào tới khu vực mà phát hiện cái khu vực mà voi phá, tôi sẽ bật máy quay tiếp. Hình như tôi đã lạc đường. Toàn có may.
quần tôi đây, mặc quần bò, toàn bộ đã có may đã mắc vào hết rồi, bám vào hết cái quần bò. Đây vẫn có ruộng, ruộng thì không biết ruộng bên này có bị phá không, nhưng xem ra là tôi đã lạc đường, tôi không biết còn tìm ra đường nào để đi nữa không. Đây chắc chắc là đây có lối đi tiếp đây rồi, nhưng nếu tôi tiếp tục đi đường này thì có vẻ xa quá. Hiện nay đã gần 5:30, nếu tôi tiếp tục đi và trời mà tối hoặc trời mưa thì khả năng tôi không ra được đến nơi, không thể ra được đến đường cái và không thể về. Như vậy thì tôi sẽ phải sống trong rừng một đêm thì chắc chắn là chết. À, bạn ngạn một rừng chanh. Chanh này. Úi trời ơi. Họ trồng chanh nhiều thế này mà họ không hái ra bán trời. Wow. Wow. Chanh này. Wow. Nhiều cây chanh, rất nhiều cây chanh. Mà có khá nhiều quả. Xem nào, để tôi xin chủ nhà hãy trộm vài quả nữa, vì không chủ nhà ở đây nên tôi phải xin hãy trộm đấy. Chanh cũng khá to, chứ tôi cũng chỉ dám hái 2 quả thôi. Giờ tôi đã đến một nơi rất hoang vô, hàng hoang vắng và khả năng là mất phương hướng. Bốn bề là rừng. Chắc tôi không còn đủ khả năng, không đủ can đảm, không đủ kiên nhẫn để đi tiếp nữa. Và tôi xin quay về. Còn phía bên trong, vào sau phía bên này nữa, thì hiện nay các lực lượng như là kiểm lâm huyện, kiểm lâm địa bàn, lâm nghiệp xã và lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Châu Hành đang vào thống kê thiệt hại tài sản cây cối vườn tược của người dân tại các chòi phía trong này, và đồng thời cũng đưa ra những cái biện pháp khuyến cáo người dân để phòng tránh voi phá, tránh thiệt hại về người và của. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Ui, sắp bộ. Điện thám mất hồn. Mô hải mến rồi kìa. Tôi là sẽ có phó mà hải mến là nó mất xỉnh mến. Mất xỉnh mến. Phải đâu hột chơi. Đâu bố mỹ con nó nhỉ xỉ lông kìa. Cái này nhưng sóng hướng là đúng, nhưng sóng chói là mình sóng. Cuốn nó sẽ cho máy tuốt đạp ra đây. Tuốt đạp, đúng. Thả vàng cứ như bà tao, sẽ bà lông nổ sản một khuôn đất nó tăng lông tăng phá, sẽ tương máy cạnh. Máy tuốt. Ủa, trên đâu còn bộ? Ôi bộ, lán thì những cắm hạng mày. Nè. Chứ hạng mày tay là những cắm lâu. Dạ, cứ cái nào mục rồi. Ông phê này con cắm đây. Con ăn Việt mà đây hơn 4 thằng ký đồ. Tại vì phê
Nếu quân thằng ấy phốn nói chú ổ. Mẹ nó cứ tao phốn. Quả ơi. Mùi đất với sân ba mây bị chứ. Thanh này, Thanh Hoàng này. Thanh biết gì này. Thanh đứng dạ anh. Còn tới một kiểm lâm đấy. Kiểm lâm huyền. Tới kiểm lâm lâm nghiệp xa. Sao mà có phá hoài hồn cả nước cái nào? Thì nếu mà nhắc hiến phá thường xuyên thì khả năng có báo cáo mất tình. Ừ. Một là tình sức mà mình á thông mê mới nhìn. Là khi áp á tăng bảo tồn đấy thức tộc. Bộ có phải kêu ai chẳng chú ý. Ê, sẽ đúng. Bộ có phải mà phải chân mấy ký cho họ đi hôm con chả má phí đi đồng bà. Quen tấm cuốn không? Tà phí thì mình thỉnh thoảng cứ vẫn phát. Con mình sẽ bắt cài đó. Ô bắt cài đó. Bởi vì má hồn cái bếp đi dù là cứ mình sọc chí sọc phá chứ mình có mít. Má hồn cái tùng cái na. Sái nằm. Tiếp. Khổ. Bởi sái nằm chứ êm hết. Anh ông cứ có vui à. Một tiếng trên rưa và bù rú bầm bỏ. Quả. Đấy. Xong. Cô mê thâu hơn bà. Bù ế ơi. Dạ. 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 Phun hết bàn thì tái cho nàng. Bàn chết này vừa mới làm kín này nè. Bộ hầu hiến vui tăng đi. Khổ, bà đi mới dục hơn nữa bây giờ. Chết đi đi. Nó được cái chói đi của cô đâu mà nằm chí cái à. Thầy gia sư thầy mơ vết cử. Thầm xì kiểu vết ma vết nó chẳng nó nhằm chứ luôn bỏ cái gì. Thế ôi kiểu đi mình hình. Khôn thì khanh khôn. Cá xe mới khứ nọng đi mết. Bà tăng mệt. Ô, tăng ổn sẽ cái quả. Liệu không, phải đây tăng ổn chứ. Phải vào đây tăng ổn à? Môn, có môn bùi môn bà phải đồng bộ. Chưa. Thế còn lán cái đây dù tăng không có bản liệu. Má mình à, dù tăng nạ cà, hơn. Hơn là tăng mà má hỏi nì, tăng mà vòng ổn nì là. Ổn nì lên tăng hỏng mới xa xe mà toàn tăng nì đồng. Má mình đặt ra, hôm mới kiểm tra mà huôi mới định ế nước từ chảy ở đây. Con má đặt ra tăng mày tỉnh má mói mày tỉnh vậy sẽ bắt đủ bữa đây cái quả một thì cái sống mà nằm nơi đủ nằm nơi nó còn nhóm nhám phốn chị ê, con bắt đầu nhám hành tăng mới nằm tăng bắt đủ thôi đâu thôi đi khổ chắn cái đây nữa còn mà thôi đi nọ thôi à không không bằng cuống chói mới ông Phương nói nha thì sẽ sẽ tốc tạt đây ôm mà lại thôi ôm mình ọc khâu ọc tăng bàn nó nhìn nọ thôi à ô hoa chị hoa chị ôm bao giờ hành các bạn.